Sau đây là kết quả xổ số thành phố Hồ Chí Minh thứ hai ngày 11 tháng 3 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7, 5. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 4, 9, 8. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 6740, 7715, 7290. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 8424. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 76577, 59636, 06686, 08652, 03645, 50623, 48867. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 80707, 77351. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 27889. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 34272. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 929658. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 929658.